Xin chào các em đã quay trở lại với Review Nghệ và mình là Minh. Video hôm nay thì mình sẽ làm một video hướng dẫn anh em kiểm tra một chiếc thoại đang xin cấp quyền lock, và anh em muốn kiểm tra xem được cái khoảng thời gian nó còn lại bao lâu để anh em có thể mà canh ngày để unlock order và up ROM các thứ trên cái máy của anh em. Thì đây, trên tay mình đây là con Redmi Note 12 Turbo. Con này thì mình đã xin quyền rồi, vừa mới xin quyền rồi. Thì mình sẽ làm video hướng dẫn anh em cách để có thể kiểm tra cái thời gian còn lại. Đó, thường thường thì khi mà anh em xin cấp quyền nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 7 ngày. Đó, trong 7 ngày đó thì nó sẽ có những cái lưu ý thì mình đã nói qua một cái video xin cấp quyền lock rồi, anh em có thể xem lại. Rồi video này để có thể kiểm tra được cái thời gian còn lại anh em phải chờ, thì anh em sẽ chuẩn bị cho mình là thứ nhất là cái điện thoại anh em đã xin cấp quyền này. Đấy, cái thứ nhất, cái thứ hai là một cái laptop hay là PC gì đó, cái nào cũng được anh em ạ. Cái thứ hai là sẽ có một cái sợi dây cáp để kết nối từ cái điện thoại với cái máy tính của anh em. Rồi thì ok, để có thể kiểm tra được thì anh em sẽ tải cho mình một cái Mi Flash Unlock. Đây, cái này thì mình sẽ để một cái phần đường liên ý phần mô tả, anh em nhấn vào tải về và nén nó ra. Rồi sau đó thì anh em sẽ phải đăng nhập cái tài khoản mà anh em đã xin cấp quyền trên máy của anh em vào trong cái Mi Flash này. Đó, thì bây giờ mình sẽ đăng nhập vào anh em nhé. Rồi, đăng nhập vào thì anh em nhấn vào sign in này. Nhấn ok này. Rồi, ok. Đó, sau khi đăng nhập vào thì nó sẽ hiện ra một cái bảng thông báo này, thì anh em nhấn vào đồng ý cho mình này. Đó, và sau khi nó hiện ra cái bảng này thì nó sẽ yêu cầu anh em kết nối cái điện thoại của anh em vào trong cái laptop, thì anh em sẽ gắn dây cáp vào. Sau đó thì anh em sẽ gắn vào chiếc điện thoại của anh em. Rồi, ok. Và tới bước này thì anh em sẽ làm cho mình một cái bước nữa anh em nhé. Và để kiểm tra được cái này thì anh em sẽ vào cái chế độ Facebook cho mình. Và để vào được chế độ này thì anh em sẽ nhấn giữ cho mình là đồng thời hai phím này, là phím nguồn và phím giảm âm lượng. Anh em lưu ý nhé, là cùng một lúc phím nguồn và phím giảm âm lượng. Đây, anh em cứ nhấn vào cho mình, nhấn giữ vào. Đó, nhấn tới khi nào nó chụp ảnh màn hình này rồi nó tắt màn hình này, anh em cứ tiếp tục nhấn giữ cho mình, nhấn giữ cho mình đến khi nào nó hiện ra dòng chữ đây, dòng chữ Facebook đây, thì anh em buông tay ra anh em nhé. Đó, rồi thì sau khi vào chế độ Facebook thì nó sẽ hiện ra cái dòng chữ unlock này, nó sáng lên thì anh em sẽ nhấn vào unlock này. Rồi anh em cứ tiếp tục chờ cho nó chạy hết cái này, nhấn tiếp unlock away, ok, tiếp tục anh em nhé. Rồi tới bước này thì nó cứ để nó chạy đi, nó chạy tới hết 100% thì nó, nếu như anh em đủ ngày thì nó sẽ unlock cho anh em luôn, còn nếu như anh em chưa đủ ngày thì nó sẽ đo, nó sẽ báo được cái thời gian còn lại của mình là 168 giờ này. Đấy, cái con máy này thì mình cũng vừa mới xin cấp quyền thôi cho nên là nó sẽ còn nhiều như thế này, còn nếu như anh em xin rồi thì nó sẽ ít hơn. Anh em lưu ý là nếu như đủ ngày thì nó sẽ unlock máy cho anh em luôn, và unlock thì chiếc máy của anh em nó sẽ bị reset lại tất cả máy luôn, cho nên là nếu như anh em đã chờ được tầm khoảng là 7 ngày rồi, anh em không chắc là nó đã đủ ngày hay chưa thì anh em cứ sao lưu những cái tài liệu quan trọng vào trong chiếc máy tính của anh em, hoặc là vào trong chiếc máy của anh em, khi mà anh em unlock rồi ấy, thì anh em vào và anh em copy lại vào trong máy thôi. Nói chung là đây cũng là một thứ gọi là nó sẽ an toàn hơn cho anh em nếu như anh em có những thứ gì đó nó quan trọng. Đó, thì với cách này nó cũng khá đơn giản thôi. Và sau khi kiểm tra thì anh em muốn thoát Facebook thì anh em sẽ nhấn giữ vào cái phím nguồn cho mình. Đó, anh em cứ nhấn giữ vào như thế này thôi. Đó, anh em nhấn giữ chờ một tí thôi. Đó, là nó sẽ tự khởi động lên cho anh em. Đó, có dòng chữ Redmi rồi anh em nhé. Còn nếu như anh em đã đủ ngày và nó unlock thì nó sẽ tự động lên nguồn cho anh em. Anh em không cần phải nhấn gì cả. Rồi, tới đây thì anh em sẽ thoát tài khoản ra. Đó, ok. Rồi, lên rồi anh em nhé.
Ok, thì vừa rồi mình đã hướng dẫn anh em cách để có thể kiểm tra được một con máy trong quá trình gọi là xin cấp quyền, để kiểm tra xem nó còn bao nhiêu thời gian để có thể unlock và uprom được chiến thuật của anh em. Rồi, anh em có ý kiến gì hay là muốn mình hướng dẫn một vài con máy nào nữa thì anh em cứ để lại dưới phần bình luận dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em video sau anh em nha.